Xin chào anh em. Ở trong cái clip này thì tôi sẽ ghi hình cho mọi người cùng xem bộ ba cái tác phẩm Duối Lưỡng Long Trầu Nguyệt. Hai cây duối hai bên là hai cây giống hình con rồng. Hình con rồng đang hạ sơn Trầu Nguyệt. Đây là một trong những bộ ba duối rất là hiếm có. Cái này mới được làm lại cái bộ tay gọng dăm. Bây giờ chỉ cần lên mầm, khi cứng cành lại là tháo được dây ra và chuyển sang ba cái bể, thì đây sẽ là ba cái tác phẩm duối rất là đẹp, cũng là những hàng hiếm có. Nếu tính từng cây một thì nó dễ, nhưng mà tính thành bộ ba thì nó rất là khó tìm. Ta lấy hình tổng quan trước để chúng ta xem. Anh đang đứng cạnh gốc duối. Chúng ta nhìn cái độ lớn của cây. Anh Đại từ cây này đi. Tôi lấy theo hướng này để cho đỡ ngược nắng. Hình tượng là anh đứng gần cây này nó rất là nhỏ, anh to này nhưng mà đứng vẫn nhỏ. Đấy, chúng ta xem cái độ lớn của cây. Đây là một cây long, cây duối dáng long, một trong những cây có cái thân bệ tay cành nhìn rất đẹp, và những cái bộ tay bông gọng đã được tạo tác. Bây giờ những cái mầm xanh này nó lên thì cây này sẽ rất đẹp. Thời gian làm thì cũng rất là lâu rồi, mình lại chỉnh lại khi làm cái bông tàn của nó chia tản vân. Tất cả những cái nét làm thì đấy, anh em xem đây. Những cái điểm lắc của nó trước là giật xong mình kéo xuống. Cung bây giờ thì mình rẽ thành dáng tản vân. Đường bông thì mình chia làm sao nó sắp xếp nó không chồng nhau, nó so le nhau rất là hợp lý. Đẹp nha. Nói chung là cái này cứ đi mùa này giờ cắt đi làm cái nó ấm răm, cái nó rất là đẹp luôn. Những bộ tay cành này giống như những áng mây, nhìn rất điệu và đẹp. Những tay cành này làm rất lâu năm rồi, bông mỏng nhá. Không phải đấy, giờ mình làm như này thì để cho khi mỗi lần nhặt để cho nó rất là đẹp. Đây tôi cũng nhấn mạnh với anh em để anh em nắm được những cái chốt tay. Những chốt tay đã làm nhiều năm rồi, uốn nó đã to như này rồi. Đấy. Là nhìn nó sẽ cân xứng với cây. Đấy, chúng ta quay qua cái lượt một lượt vòng quanh cây này. Quay cho anh em xem cả. Tôi sẽ đứng lùi xa ra để lấy tổng quan cái góc từ hướng này cho anh em xem. Cây được tuốt hết lá đi rồi, mới làm lại bộ gọng và bộ dăm. Và những mầm non đang lên. Mầm là nhí hết rồi. Được khoảng tầm 5 hôm rồi đã mầm nhí đẹp này. Đây là hướng đối diện từ vế mặt sau. Trông thế thôi. Đấy, bình thường anh này bắn ra đứng nó như thế này. Này trèo lên cái bể thử xem là độ cao của cây như nào. Độ cao của cây. Đấy, anh leo theo đầu đấy. Trèo lên đứng thì anh em mới hình dung độ lớn của cây. Anh cũng là thuộc loại cao ấy, cao khoảng 1m6. Đứng đây nó gọi là vừa tầm luôn. Anh sang bên này đi. Bên này nó xuôi nắng này. Xuôi nắng hơn à?
cứ yên tâm đi, bốn chân chắc lắm, bốn chân đế này. Thì anh kê đây chắc rồi. Đấy. Đứng về đuôi, về phía sau cây. Đấy. Chung là đo, nếu mà anh đo theo chiều mặt của nó cái này. À, con thước đo luôn. Anh đo giúp em cái độ bay nhé. Độ bay nhá. Độ bay vượt bể rồi. Bay này. Độ bay đây là 3m68. 3m68. Vẫn chưa hết cái bay, bông bay được sau. Thôi được rồi. Đấy, hết đằng sau đấy. 3m68. 3m68. Chiều cao thân và đo vanh anh nha. Đây là những cây bán anh em nhá. Xuất vườn. Cho nên là anh em cứ yên tâm đi. Đo cái đường kính vanh gốc cả bệ nhá. Không, anh đo dưới chân bệ. Em cứ đo cả bệ đấy, ở chân bệ, nhưng đo hết cả với chân bệ luôn. Đo tương đối thôi để anh em hình dung độ lớn của nó thôi. Đây. Rồi đây không? Còn vướng dây. Đây là vào 2m 23. 2m 23. Ừ. Còn chưa hết. Chưa hết. Thôi được rồi. Anh đo cái vanh thân kia. Vanh một thân to nhé. Đo lên chỗ thoát ấy. Vướng dây lằng nhằng à. 60. Thoát là 60. Trên kia chắc hơn rồi, trên kia phình to. Đấy, trên kia nhỉnh hơn tí. Tương đương tầm đấy. Chiều dài độ 3m68. Chiều ngang với lại chiều ngang với chậu cũ này nó là 1m42. Chậu còn thu lại được. Chậu này không, chậu này ở ngoài sau làm rộng hơn. Chậu còn thu lại được. Đẹp quá, chúng ta xem kỹ cây này. Chiều dài của bạn này nếu sau chuyển sang cái bản khác thì nó cũng phải là... Vâng, chung là nhìn cả bốn mặt đều đẹp. Bộ giữa, bộ dưới này. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang cái cây vế bên giữa. Đây là một cái cây dối trong bộ ba lưỡng long trầu nguyệt. Đây là một cây dáng hơi siêu. Thoát thân lên khoảng tầm 5-60 thì chia thân. Đó, bộ gọng. Vâng, tôi đang đứng trên một chiếc đôn kê chậu. Tôi phải nhảy xuống để lấy hình. Mặt kia là mặt chính nhưng mà do ngược nắng, tôi lấy mặt sau tôi quay để anh em nhìn tổng quan bông tán. Quay cả bốn mặt cho anh em xem. Có lẽ anh em nào mà cũng hay sẽ làm những cái đép tản vân đĩa là anh em xem thì cái dàn cành khi làm tản vân đĩa nó đẹp này. Tại vì những cái cốt tay làm thì nó rất là lâu rồi, bao năm rồi chứ không phải là những cốt tay mới vào. Vì cây đó là bây giờ chỉnh để cái độ đĩa bay cho bằng. Nó nét rất là tự nhiên mà cắt nó cũng đường theo giật luôn đấy. Đây bông tay đây. Mỗi một năm thì nó lên được một chút xương thì mình cắt theo để cho nó cái độ xương răng của cái đĩa nó rất là dày. Đấy. Rất là đẹp. Vừa uốn vừa giật anh em nhá. Giật rất nhiều rồi. Việt Nam mình bây giờ mà có những không gian của các bác rộng mà sở hữu bộ ba này về thì
quá quý luôn. Không gian từ đường. Có lẽ là cái bộ ba nữ long trầu nguyệt này cũng thực sự là hiếm, chứ không phải là. Có lẽ là đồ độc. Kiếm một cây đã khó rồi. Kiếm một cây. Ba cây. Được ba cây trầu. Ba cây một bộ nữ long trầu nguyệt. Đấy, anh em xem, anh em xem đây, do theo chiều dài của cây giữa này, chiều dài chiều bay nó là 2m42. Rồi cho anh em xem 2m42. 2m42. Bay hết bông bên ngoài đó. Đấy là bay bay bên ngoài đấy. Và chiều cao cái này luôn này. Cao là 1m96. 1m96. Nói chung là cũng tôi cái này nó sát hết phần chậu, cứ đo phần chậu ngang đi. 1m42. 1m42. Đấy. Kỳ gớm thật. Đẹp không? Bộ đấy, đây là mặt chính ngoài. Qua cái ngắm nhìn ngắm từ xa để xem xa. Cái tổng quan cây này chung là như bộ này là anh em là nếu mà đứng gần là có thể ngước lên hướng này hơi ngược nắng, anh em cố gắng một chút, tôi sẽ quay vòng quanh cây một lượt. Phải nói là những cái tác phẩm dưới nhìn rất ấn tượng, bộ râm dày, đan chi râm nhìn rất đẹp, công phu tỉ mỉ, quá tỉ mỉ luôn đấy, tay to đẹp tỉ mỉ này, nó đang ý hết này. Phong quay cho anh em xem cái bàn tay xé. Mầm nữa nha, cái mầm xanh đang nhú. Nhưng mà trong các cái dòng cây thì thực sự cái bộ ruối mà để những cái bộ xương răm tay thì nói thật là chấm hết. Đến nước ngoài còn đang thích vào cũng cái dòng cây gì bên các anh mà nó lại đẹp thế. Và bộ xương nó chấm hết. Để mà những khi mà tuốt lá này mà chơi một cái cuộc chơi để anh em ưỡng ngoạn thì nó là quá tuyệt vời luôn. Vâng, rất đẹp, nói là rất đẹp. Dưới là đẹp, xương, độ răng, độ già. Mà gốc thì nó lại không ấy, nhăn nhó, có độ hõm, độ lồi. Vâng, tôi sẽ phải chuyển sang cái cây còn lại của bộ ba dúi này. Cây đẹp quá. Đây là cây... Cây số 3. Cây 1, cây 2, cây số 3. Cây này cũng là cây giáng long. Quay cái đầu bên dưới này. Quay cái đầu dưới. Cái con tử chính là cái đầu của con rồng. Quay về hướng cái cây ở giữa. Giáng thì cái... dáng thế thì thật sự là người ta đặt đúng là một cái dáng như thế là cây nước long trầu nguyệt thì nó hai cái nó không trầu quay đầu vào nhau, bởi vì cái cây này trong tự nhiên nó đã có cái dáng rất đẹp rồi, cho nên là về các anh ấy cắt chỉnh sửa để lấy được một cái bộ dáng đôi long, sau đó là có một cây dúi ở giữa cây nguyệt nữ long trầu nguyệt. Đây là cái con mắt của thợ làm cây bố trí. Đây chúng ta nhìn từ xa hướng này nhá, hướng này thì nó xuôi nắng này,
cái bè thì vẫn đang được xây. Khi nào cây mịn hoàn thiện, tháo hết dây ra thì các anh sẽ đưa nó lên một cái những cái bộ bè bè chân quỳ. Đây chúng ta xem từ gốc lên nhá. Nhiều bác bảo theo cây nhìn quay to nhưng không phải, nhìn người so sánh với cây thì biết. Mình vào đây là cây đôn, mình đứng này nó cũng vẫn là phải ngước lên nhìn cây lớn. Cây lớn, nói chung cây này thì bình thường đo chiều cao thì có bác. Bộ ba cây dưới này là phải đặt cây đặt trong không gian lớn thì sẽ hợp. Anh dựng đứng thước lên, kê đẩy thước vào giữa, giữa chậu, đẩy thước vào giữa chậu, đo nghiêng nó tăng chiều dài đấy. Ở giữa này nhá, xem mức độ ngọn, em nhìn bên đấy, em quay bên đấy ra nào, cầm chưa? Rồi, đến tay anh cầm thôi. 2m38. Cao 2m3, cao 2m, tầm 2m. Nếu ấy thì 2m2 thôi. Lấy tầm 2m đi nhỉ. Yeah. 2m thì nó tương đối thôi chứ không cần chi tiết như vậy đâu. Còn tôi sẽ chuyển sang vế đối diện để quay cho anh em xem cái vế đối diện của cây này. Vế đối diện là vế chính. Đây là đo đây là cây kia là 3m36, cây này 3m32. Độ bay của bông đấy à? Bay dài đấy. Bay dài bông. Chiều ngang bẻ anh. Chiều ngang gốc. Chiều ngang à? Chiều ngang của cái gốc này thì nó là chiều 1m52. Nè. Anh nhảy anh đo cho em cái vanh thân đấy. Vanh thân chỗ 1 mét trở lên. Cây này là cây to nhất. Hai cây long nhưng cây này cây to hơn. Cây kia nhỏ hơn một chút xíu thôi. Cây này thân nó to hơn. Không, lấy mỗi cái thân chính thôi. Cái thân phụ đừng ấy nữa. Đo lên cổ cao một tí nữa. Đọc cho em cái số ấy. Cái này là vanh là 100. Vanh 100. Được rồi, thế thôi, anh em hình dung được rồi. Vanh 100. Cái bẽ nó phè rộng ra cái vài trăm. Cao của cái độ vù của thân nó ra nó vào 1m2. Rồi. Đấy. Tôi sẽ lấy hình tổng quan một lượt ba cái tác phẩm này cho anh em cùng xem. Đấy, anh em nhìn chỗ anh Đại anh ngồi nhá, soi chiều cao của cây này. Đấy. Chỗ này hơi ngược nắng chút, anh em thông cảm tí, cố gắng. Hơi ngược tí nhưng mà đấy, mình ngồi đây mà cảm giác mình vẫn bé hơn những ba tác phẩm này. Bộ ba cây thành một bộ lưỡng long trầu nguyệt, cây rất đẹp. Ai mà có nhu cầu về ruối, các bác nào mà có nhu cầu về ruối thì hãy liên hệ với anh Đại để sở hữu về cho mình ba tác phẩm hàng độc này. Tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn.